Bé yêu động vật tập 1. Chúng mình đã cùng nhau khám phá thế giới loài vật vừa thân thuộc, gần gũi, vừa ở những nơi xa ơi là xa trên thế giới. Thế nhưng chưa hết đâu nha. DVD Bé yêu động vật tập 2 sẽ giúp các bạn mở rộng tầm mắt hơn nữa. Bạn sẽ biết được rằng bộ ri mèo quý thế nào, loài khỉ yêu thương, chăm sóc nhau ra sao. Có phải tất cả những loài rắn đều độc hay không? Nhiều và nhiều hơn nữa. Nào là chị ông chăm chỉ, bác trâu hiền lành. Tất cả đều sinh động và thể hiện rất dễ thương. Nào, mời các bạn cùng nhau khám phá nha. Dậy dậy dậy, anh Lợn ơi. Ngủ gì mà cứ ngủ hoài vậy? Anh không thấy nhàm chán hả? Ai làm phiền tôi đấy? Để cho tôi yên nào. Biết ngay, lại là chị chích chè này mà. Thôi, đi đi, để tôi yên. Bạn biết không, không phải lợn chỉ biết ngủ thôi đâu. Sở dĩ như vậy là vì loài lợn chúng tôi có bộ da dày, lại không tiết mồ hôi như các loài khác được, nên tôi phải tìm nơi mát mẻ hoặc chầm mình xuống bùn để bảo vệ làn da của mình đấy. Chúng tôi được con người nuôi để lấy thịt và lấy da thôi. Buồn thật. Họ nhà lợn thuộc loài móng vuốt. Bạn xem móng của chúng tôi nè, số ngón chân bị tiêu giảm đi rồi. Cuối ngón có chiếc sừng này là móng đấy. Nhìn giống hệt đôi vuốt không bạn? Đố bạn, tôi ăn gì nè? Bạn thật cười nha. Tôi là loài ăn tạp, từ các loại củ, các loại rau, động vật nhỏ, cho đến thức ăn thừa của con người, tôi cũng ăn. Thế nên cái bụng của tôi mới mau tròn vo như vậy nè. Tôi tăng cơ khá sắp, mỗi tháng tăng chỉ có 15kg thôi. Cơ thể chúng tôi phát triển nhanh. Khi phát triển hoàn chỉnh, tôi có thể nặng tới 150kg đó. Có một nhân vật rất giống tôi, đó là sư bát giới. Bạn có biết không? Tôi có cái tay to, mõm dài, và đặc biệt là tôi có tới 44 cái răng đó. Vì vậy, răng của tôi hệt như một bộ dao sắc bén giúp nghiền nát thức ăn. Loài lợn chúng tôi trong dân gian được coi như là biểu tượng của sự no ấm đấy. Mời bạn chiêm ngưỡng bức tranh đồng hồ này đi. Đẹp quá phải không? Thôi, tôi phải ngủ tiếp đây. Tôi buồn ngủ quá rồi. Ún e, ún ỉn, ăn no quay tròn, là chú lợn con. Ún e, ún ỉn. Chào các bạn nhỏ, bạn vừa xem những đoạn giới thiệu hấp dẫn của chúng tôi. Bây giờ mời bạn tham gia phần đố vui nha. Câu 1. Lợn là động vật thuộc loài nào? A. Loài móng vuốt. B. Loài ăn thịt. C. Loài thú hoang dã. D. Tất cả các đáp án trên đều sai. Cha cha, hãy xem bạn kia, đừng vội vã thế, cứ suy nghĩ thật kỹ. Bạn có thấy ở chân tôi có các móng giống như những chiếc vuốt không? Loài người lấy tên gọi đó để đặt cho loài lợn chúng tôi đấy. Chúng tôi thuộc loài móng vuốt. Đáp án đúng chỉ có thể là đáp án A thôi. Câu 2. Nói lợn là loài động vật ăn tạp, đúng hay sai?
đúng. B. Sai. Bạn nghe nha, loài heo chúng tôi ăn tất cả mọi thứ, từ rau, củ quả cho tới động vật nhỏ và thức ăn dư thừa của con người. Cái gì cũng ăn thì sẽ là ăn tạp đấy. Các bạn chọn đáp án A là đúng đó. Xin chúc mừng các bạn nha. Câu 3. Bạn thử nhớ lại xem, loài heo có bao nhiêu cái răng nào? A. 10 cái răng. B. 30 cái răng. C. 36 cái răng. D. 44 cái răng. Các bạn bảo tôi giống chú trưa bát giới vì tôi ăn khỏe, ngủ khỏe, cái bụng bự và mõm dài. Sở dĩ tôi ăn nhiều thứ một cách ngon lành vậy là nhờ có 44 cái răng rất khỏe đấy. Bạn ơi, chọn đáp án D nha. Câu 4. Loài heo trong dân gian biểu tượng cho điều gì vậy bạn? A. Biểu tượng cho sự an lành. B. Biểu tượng cho sự no ấm. C. Biểu tượng cho sự lười biếng. Bạn ơi, tôi nói cho bạn một điều rất hay. Bạn có hay gặp những bức tranh dân gian đồng hồ treo ở các nhà sách không nào? Chúng tôi là biểu tượng của sự no ấm đấy. Người xưa rất thích treo tranh đàn lợn trong ngày Tết. Vậy bạn chọn đáp án B nha. Bò. Xin chào mọi người. Tụi tôi là bò. Chúng tôi là bò cái và đằng kia là bò đực. Chúng tôi thuộc nhóm gia súc đó nha. Cách đây lâu ơi là lâu, loài người đã khám phá ra rằng chúng tôi là những loài vật có ích. Họ đã thuần hóa chúng tôi. Và khi con người ngày càng trở nên đông đúc ở khắp nơi trên trái đất, chúng tôi càng trở nên quan trọng hơn. Chúng tôi sống trong nông trại nè, bò cái thì cho sữa, nhưng chúng tôi sẽ không thể cho sữa được nữa sau khi đã có một bé bò con. Con được gọi là bê đó. Ngày trước, con người dùng tay để vắt sữa bò, nhưng ngày nay, nhiều nông trại đã sử dụng máy vắt sữa rồi. Từ sữa bò, con người có thể làm ra bơ nè, phô mát nè, da u nữa nè. Còn da bò dùng để may quần áo hoặc đóng giày đó. Bình tĩnh nè, ăn thêm cỏ nha. Bò dành nhiều thời gian cho việc ăn cỏ. Chúng tôi ăn hơn 8 tiếng một ngày. Dĩ nhiên, việc ăn cỏ này sẽ làm cho chúng tôi khát nước lắm đây. Vì vậy mà lượng nước chúng tôi uống một ngày có thể đầy bằng một bồn tắm luôn đó. Bạn có ngạc nhiên không nào? À, tiếp theo là bạn hãy uống một ly sữa đi và hãy nhớ rằng nó được lấy từ đâu đó nha. Bye bye! Bò. Nào, các bạn nhỏ ơi, hãy cùng tôi trả lời những câu đố dễ ơi là dễ này nha. Câu 1. Bò thuộc nhóm gia súc hay gia cầm vậy bạn? A. Gia súc. B. Gia cầm. Bò, chúng tôi là động vật có bốn chân, được nuôi trong chuồng, nên dĩ nhiên chúng tôi phải là gia súc rồi. Chọn câu A nha bạn. Câu 2. Bò con còn được gọi là con gì nhỉ? A. Con bê. B. Con nghé. Thank you.
bò con được gọi là B đó bạn ơi. Nghe có dễ thương không nào? Chọn câu A nha bạn. Câu 3, bò ăn gì nhỉ? A, bò ăn cái gì cũng được hết. B, chỉ ăn cỏ thôi. Ồ, loài bò chúng tôi chỉ ăn cỏ thôi nha. Bạn chọn câu B có đúng không nào? Bạn giỏi quá. Câu 4, bò cái hay bò đực sẽ cho sữa bạn nhỉ? A, bò đực. B, bò cái. Dĩ nhiên là bò cái sẽ cho sữa rồi, đúng không nào? Hãy chọn câu B nhé bạn. Câu 5, đố bạn nè, loài bò chúng tôi uống nước có nhiều không? A, không đâu, bò uống nước ít lắm. B, dĩ nhiên là uống nhiều nước rồi, vì bò ăn nhiều cỏ mà, sẽ khát nước lắm đó. Lượng nước bò uống một ngày có thể đầy bằng một bồn tắm luôn đó nha. Wow, thật là nhiều nhỉ. Chọn câu B thôi nào. Chào bạn, tắm cùng tôi không? Hồ sen vừa mát, hương hoa sen tỏa ra thơm lừng, thật thích quá đi. Thôi chết rồi, vậy là cười để lộ cái nú rồi, xấu hổ quá. Bạn ơi, chúng tôi là loài trâu, cả đời tôi cũng không bao giờ có hàm răng trên cả. Chúng tôi thuộc loài gia súc lớn, sống khắp mọi nơi trên thế giới. Bạn coi nè, trên trán tôi có cặp sừng rộng. Cặp sừng giúp chúng tôi tự bảo vệ mình trước bất kỳ sự tấn công nào. Ôi, lại lũ ve trâu láo xếp suốt ngày làm phiền. Tôi ngâm mình dưới nước cũng để tránh bọn chúng đấy bạn ơi. Hơn nữa, hôm nay trời nóng, tôi phải ngâm mình xuống nước cho bớt nóng. Bạn biết sao không? Da trâu rất dày, việc điều tiết thân nhiệt bằng tiếng mồ hôi rất kém. Vào mùa hè, có khi tôi phải ngâm mình dưới nước cả 5 tiếng đồng hồ đấy. Các bạn thấy cảnh làng quê có thanh bình, êm ả không? Loài trâu chúng tôi gắn liền với cuộc sống của người nông dân. Tôi sẽ giúp người cày bừa, nên đối với họ, con trâu là đầu cơ nghiệp đó bạn. Đây là con tôi, cháu là Nghé. Khi nhỏ, Nghé chưa có sừng các bạn ạ. Con tôi chưa tự ăn cỏ được mà phải bú sữa. Bạn có thấy da tôi đang bóng không? Còn có một màu da đặc trưng của họ nhà trâu chúng tôi nữa là da màu trắng. Hãy nhìn vào móng chân của mẹ con tôi nè, chúng là bằng chiếc sừng rất cứng. Móng của họ nhà trâu là móng vuốt bạn à, nhìn giống đôi vuốt không? Mẹ ơi, con thích đứng ở bóng râm mãi như thế này. Chúng tôi không chịu được nóng, đứng dưới nắng vài giờ là tôi thấy mệt lắm rồi. Những lúc không phải làm việc là tôi hay đứng dưới các bụi cây ngơi. Mẹ ơi, mẹ không ăn gì tại sao mẹ cứ nhiều hoài vậy mẹ? Con à, họ nhà trâu chúng ta thuộc loài nha lại mà. Thế là sao hả mẹ? Để mẹ nói cho con nghe nha. Dạ dày của họ trâu chia thành 4 ngăn. Khi gặm cỏ, chúng ta chưa cần nhai mà nuốt vào trong dạ cỏ. Cỏ sau khi nhai sẽ được nuốt vào dạ tổ ong, tiếp đó là dạ lá sách, cuối cùng được tiêu hóa trong dạ co bớp. Mẹ nói tiếp đi mẹ. Ừ, sở dĩ chúng ta phải nhai lại là để giảm thời gian, tránh bị thú dữ tấn công khi ăn con ạ. Lúc ăn, chúng ta phải cố ăn cho thật no. Khi rảnh rỗi, thức ăn trong dạ cỏ sẽ được đưa lên miệng để nhai lại. Mẹ ơi, con thấy câu bò cũng nghe lại như mẹ đấy. Con của mẹ giỏi lắm.
cô bò cũng thuộc loại gia súc nha lại con ạ. À, thôi chúng ta nghỉ ngơi đi con, chiều mẹ còn phải đi cày giúp bác nông dân nữa. Tạm biệt các bạn nha. Mỗi loài vật sẽ có những đặc điểm riêng, gồm con nào giống với con nào. Các bạn đã tìm hiểu về loài trâu cùng với những đặc tính của nó rồi. Bây giờ mời bạn tham gia phần đố về những kiến thức đã học nha. Câu 1. Trâu thuộc loài động vật móng vuốt, đúng hay sai? A. Đúng. B. Sai. Trâu thuộc loài động vật móng vuốt. Nếu bạn chọn A là bạn đúng rồi. Xin chúc mừng bạn nha. Câu 2. Theo bạn, trâu có hàm răng trên hay không? A. Có. B. Không. Nè bạn ơi, con trâu mà cười thì ngộ lắm đó, vì nó không hề có hàm răng trên và suốt cả đời như vậy luôn. Bạn nào chọn đáp án A là sai nha, vì đáp án chính xác của mình là đáp án B. Câu 3. Trâu có mấy chiếc sừng vậy bạn? A. 1 chiếc. B. 2 chiếc. C. 4 chiếc. D. Không có chiếc nào. Câu này đối với các bạn nhỏ sống ở vùng quê thì dễ ợt thôi, vì các bạn thường xuyên gặp những con trâu trên đồng quê. Còn ở thành phố không có điều kiện thấy trâu thì chúng mình phải học hỏi qua sách vở và phim ảnh thôi. Con trâu có một cặp sừng như nó đã giới thiệu với bạn. Một cặp chính là hai sừng. Mau chọn đáp án B nha. Câu 4. Nói trâu là động vật nha lại, điều đó đúng hay sai? A. Đúng. B. Sai. Các bạn ơi, bạn có để ý thấy nhiều khi trâu nằm nghỉ ngơi, nó không ăn gì mà cái miệng cứ nhai nhai, ấy là làm gì không nhỉ? Thật ra trâu đang tranh thủ nhai lại thức ăn mà chúng chưa nhai đấy. Vậy nói trâu là động vật nhai lại là chính xác rồi. Chọn câu A nha bạn. Chào bạn. Người ta thường nói ghét nhau như chó với mèo, nhưng bạn coi nè, tôi với nàng mèo này rất thân với nhau. Sở dĩ như thế là do loài chó chúng tôi là loài vật sống thông minh và sống tình cảm. Này nhé, chúng tôi là người bạn trung thành nhất của con người đấy. Mắt của tôi thì nhìn không tốt lắm. Tôi nhìn phía có ánh sáng rồi phân biệt nhờ hình dạng thôi. Nhưng đôi tai của tôi thì cực kỳ tuyệt vời. Tôi nghe được 35.000 âm thanh trong một giây. Một con ruồi bay ngang qua, tôi cũng nghe thấy tiếng động đó. Vì thế, không một tên trộm nào có thể xâm nhập vào nhà của người được đâu. Ái chà chà, tôi ngửi thấy có mùi sô-cô-la ở đâu đó quanh đây thì phải. Biết ngay mà, thì ra là cục sô-cô-la của cô chủ đánh rơi. Ha 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 ha, ngon quá. Bạn đừng ngạc nhiên về khả năng ngửi tai của tôi, bởi vì khứu giác của loài chó chúng tôi không lời nào có thể sánh bằng đâu. Nói nhỏ với bạn nha, tôi có khả năng ngửi tốt gấp 5 triệu lần con người đấy. Chúng tôi được đào tạo chuyên nghiệp để trở thành những thám tử giúp các chú công an tìm ra tội phạm nhanh chóng nữa cơ. Thôi, đúng rồi, có một mùi thịt bò rất thơm
từ trong bếp tỏa ra. Đúng là hôm nay bà chủ lại nấu món bò hầm rồi, hấp dẫn lắm đấy. Bạn chó ơi, bạn chó chạy đi đâu thế? Bạn ở dơ quá, sao lại cứ thè lưỡi ra vậy làm gì? Trời ơi, bạn mèo biết gì mà nói. Mình thè lưỡi ra vậy là để tản nhiệt đó, giúp cơ thể bớt nóng, vì mình đâu có tiếng mồ hôi dưới da đâu. Còn mùa đông thì mình phải lấy cái đuôi che vào cái mũi thế này nè, vì mũi của mình tỏa nhiệt ra ngoài môi trường nên che thế này để giữ ấm, bạn hiểu chưa? Thì ra là vậy à, mình hiểu rồi. Thôi, chúng ta đi ra gốc cây to kia hóng mát nha. Ừ, ta đi thôi, tạm biệt các bạn nha. Wow, 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 họ hàng nhà chó chúng tôi có vài câu đố bạn đây. Câu 1, chó được coi là loài động vật rất thông minh và tình cảm, đúng hay sai? A. Đúng. B. Sai. Nếu bạn không trả lời được câu này, tôi sẽ giận bạn luôn đó. Vì loài chó chúng tôi rất muốn được quan tâm. Nếu bạn chọn đáp án A thì chúc mừng bạn nha. Câu 2, trên cơ thể chó có bộ phận nào phát triển chưa tốt? A. Mũi. B. Mắt. C. Tai. Nè nhé, bạn thử suy nghĩ tí xíu nha. Mắt tôi có tới 30 lần, nhưng lại nhìn không tin chút nào. Nhưng bù lại, mũi và tai thì phát triển thật tốt. Vậy bạn chọn đáp án B nha. Câu 3, mùa hè, loài chó thường hay thè lưỡi ra để làm gì vậy bạn? A. Để khoe chiếc lưỡi. B. Để tỏa nhiệt giúp cơ thể bớt nóng. Ai mà không trả lời được câu này thì tôi buồn lắm thôi. Tôi không muốn khoe cái lưỡi của mình, mà làm như vậy vào mùa hè là làm cho nó tản nhiệt, giúp cơ thể mát hơn thôi. Các bạn chọn đáp án B nha. Câu 4, mùa đông chó lấy cái đuôi che mũi của mình lại làm gì vậy? A. Để giữ ấm cho cơ thể. B. Để làm duyên. Câu này cũng dễ thiệt là dễ. Chắc chắn đáp án đúng là đáp án A rồi. Mau chọn đi bạn. Câu 5, loài chó còn được coi là thám tử tài ba, theo bạn đúng hay sai? A. Đúng. B. Sai. Bạn đã bao giờ xem các bộ phim trinh thám chưa nhỉ? Trong phim bạn thấy gì nào? Người trợ thủ đắc lực nhất của các chú cảnh sát là loài chó chúng tôi. Nhờ cái mũi tài tình, chúng tôi giúp đánh hơi tìm ra tội phạm rất rất chính xác. Vậy chọn đáp án A bạn ha. A. À, bị lừa rồi nha. Tôi nhận đi. Có phải bạn nghĩ tôi đang khóc không nào? Tôi đâu có khóc đâu. Bạn có bao giờ nghe từ nước mắt cá sấu chưa nè? Hi, xin tự giới thiệu, tôi là cá sấu. Hãy để tôi kể cho bạn nghe tất cả về cá sấu chúng tôi nhé. Nước mắt ư? Nó không có thật đâu. Chúng tôi chảy nước mắt để bảo vệ mắt mà thôi. Shhh, đó là một bí mật lớn đó nha.
tôi sinh sống ở vùng đầm lầy nhiệt đới, và để giữ cho cơ thể được mát mẻ, chúng tôi thường bơi hoặc ngáp to. Ý, hàm răng trống trải quá đi. Đã vậy, chúng còn tiếp tục rụng dần đó. Nhưng được cái, chúng tôi thay răng 40 lần trong cuộc đời mình lận, nên không sao. Xin lỗi nha. À, để bắt mồi, chúng tôi giả vờ là một khúc gỗ mục đang trôi. Có lẽ chúng tôi làm bạn sợ một tí về ngoại hình xấu xí và hung dữ của mình. Nhưng mà bạn biết không, chúng tôi lại là những bậc cha mẹ rất dịu dàng đó nha. Cá sấu được nở ra từ trứng. Khi cá sấu con được sinh ra, cá sấu mẹ sẽ ngậm chúng trong miệng để đưa xuống nước. Nhưng chúng tôi rất buồn khi nhìn những đứa con của mình ra đi. Bị lừa lần nữa nha. Tôi đâu có khóc đâu. Bơi đi nào, những bé cá sấu con. Mẹ cần đi ăn đây. Bye bye. Biến đi. Nào nào, để tôi thử tài các bạn nhỏ xem có nhớ những gì tôi đã nói nãy giờ không nha. Câu 1. Đố bạn, cá sấu có khóc thật không? A. Có chứ, không thấy nãy giờ tôi khóc sao? B. Không đâu, đó chỉ là nước mắt chảy ra để bảo vệ mắt mà thôi. Nãy giờ bạn bị tôi lừa nhiều rồi đó nha. Thực ra cá sấu không khóc đâu. Nước mắt mà bạn thấy chỉ là để bảo vệ mắt mà thôi. Chọn câu B nha bạn. Câu 2. Đố bạn tiếp nè. Cá sấu sống ở đâu vậy ta? A. Ở trên cỏ. B. Trong đầm lầy. C. Ở trên cát. Ai mà chẳng biết cá sấu sống ở đầm lầy đúng không nào? Câu B là câu trả lời đúng đấy. Câu 3. Cá sấu thay răng bao nhiêu lần trong đời nhỉ? A. 2 lần. B. 10 lần. C. 40 lần. Úi chà, cá sấu thay răng đến 40 lần trong đời lận đó nha. Bạn có chọn câu C không? Thế còn bạn? Bạn thay răng bao nhiêu lần trong đời nhỉ? Câu 4. Bình thường, cá sấu hay há miệng để làm gì vậy ta? A. Để làm mát cơ thể đấy. B. Không làm gì cả, hát dơ vậy thôi. Ý trời, nếu không làm mát cơ thể thì chúng tôi không há miệng như vậy đâu. Mỗi miệng chết. Chọn câu A bạn nhé. Câu 5. Đố bạn, cá sấu đẻ con hay đẻ trứng nè? A. Đẻ con. B. Đẻ trứng. Cá sấu đẻ trứng đó bạn. Bạn chọn câu B đúng không nào? Ô, bạn giỏi quá. Nhao, nhao, nhao. Chào các bạn nhỏ. Tôi là một chú mèo tam thể xinh đẹp và đáng yêu. Đố bạn, tại sao lại gọi tôi là mèo tam thể?
hãy xem nè, con tôi có tới 3 màu lông lận đấy. Còn các bạn của tôi thì cũng đủ các màu. Lông của họ có thể là màu trắng, màu đen, xanh. Tôi rất thích được vuốt ve nhẹ nhàng như thế này và rất thích được tiếp xúc với con người. Loài mèo chúng tôi được coi là những tay thợ săn vĩ đại. Đố bạn vì sao nào? Xem nè, răng của tôi sắc lắm, móng vuốt của tôi thì miễn chê, chúng sắc nhọn vô cùng. Cái tai của tôi nó mới tinh tường làm sao? Bạn để ý không? Tôi có thể quay người một hướng và vẫy tay theo hướng khác. Nhưng đố bạn biết tại sao tôi lại hay rửa mặt đấy? Nè nha, tôi liếm láp như vậy, vấn đề không phải là sạch sẽ, mà tôi liếm mùi của chính mình. Điều này thực sự quan trọng. Vì nếu như kẻ thù ngửi thấy mùi thân thể tôi, chúng chạy ngay lập tức. Những sợi ria của tôi thì rất nhạy cảm. Nó được gọi là xúc tu, giúp tôi cảm nhận được mọi thứ. Đặc biệt, ria mép tôi giống như một cái thước, vì nó có chiều ngang bằng cơ thể tôi. Khi tới cửa hang nào, ria mép chạm vào bó ngay cho tôi biết. Đừng vào trong vì hang quá hẹp, tôi sẽ quay đầu lại ngay. Nhưng nếu ria tôi không chạm cửa hang, thì tôi cứ vô tư mà chui vào. Nên bạn đừng bao giờ cắt mất sợi ria quý của tôi nha. Tôi có bàn đệm rất là êm ở lòng bàn chân, nhờ đó tôi đi lại lẹ làng. Tôi cũng thích leo trèo và nhào lộn. Mắt tôi nhìn đêm tốt hơn ban ngày. Tai tôi thì nghe được những tiếng động nhỏ nhất. Bây giờ bạn hãy theo tôi đi rìm mồi nhé. Yên lặng nhé. Tôi đứng cách xa con chuột kia khoảng gần 10 mét, hạ thấp người xuống thế này. Mắt tôi luôn hướng về phía đối tượng. Bạn đứng đây nha. Tôi tiến về phía con mồi đây. Con chuột nhãi này đang tham chơi. Thời cơ tới rồi. Tôi cắn chết con chuột rồi. Thế là tôi đã giúp ông bà chủ nhà trừ cái lũ chuột hay phá phách. Bây giờ tôi tiếp tục nhâm nhi chiến lợi phẩm của mình. Chào bạn nha. Chọn đáp án B.
thì bạn đúng rồi. Chúc mừng bạn nha. Câu 3. Remake của mèo có chức năng gì vậy? A. Giúp mèo đẹp hơn. B. Dùng để vần chuột. C. Như một xúc tu giúp mèo cảm nhận mọi thứ. Bạn phải biết rõ một điều rằng remake của tôi có tác dụng rất lớn. Chúng giống như một cái thước đo giúp cho loài mèo chúng tôi xác định vị trí rộng hẹp. Bạn nào cắt đi là mất tác dụng ngay. Vậy đáp án đúng nhất là C nha bạn. Câu 4. Mắt mèo nhìn ban đêm hay ban ngày tốt hơn? A. Ban đêm. B. Ban ngày. Thử vận dụng những kiến thức hữu ích xem sao bạn nha. Trong đêm tối, tôi vẫn có khả năng rình mồi vì mắt tôi nhìn ban đêm tốt hơn ban ngày đấy. Vậy thì đáp án đúng sẽ là A bạn ha. Câu 5. Loài mèo hay liếm láp thân thể của mình để làm gì? A. Để cho sạch sẽ. B. Để liếm hết mùi cơ thể tỏa ra. C. Để cho đỡ buồn. Các bạn nhỏ ơi, các bạn đừng nghĩ mèo chúng tôi ở dơ nên lười tắm mà chỉ ngồi liếm láp thôi nha. Tôi đang làm công việc hỗ trợ cho việc săn mồi đó. Liếm láp thân thể để hạn chế mùi, khiến kẻ thù không ngửi thấy mùi của mình nữa. Vậy thì có một đáp án đúng là B đó. Bạn chọn đi nha. Bạn có thích những điều bí ẩn không? Tôi là động vật có vú. Tôi hoàn toàn thích nghi được với biển cả. Và tôi là động vật to lớn nhất thế giới. Đố bạn tôi là ai? Tôi là cá voi xanh. Thân hình tôi to lớn đến nỗi 10 con voi châu Phi có thể đứng được trên lưng của tôi luôn đó bạn. Tôi khổng lồ. Bạn cứ đoán xem tôi nặng bao nhiêu. Nặng khoảng cỡ 1.500 người. Wow, tôi đồ sộ quá ha. Chắc bạn sẽ nghĩ rằng nếu nặng và to lớn như thế thì chắc là sẽ ăn nhiều lắm đây. Nhưng thực sự nói ra điều này khó tin lắm nè. Tôi ăn những sinh vật rất nhỏ, được gọi là sinh vật phù du đó bạn ơi. Những loài này nhỏ đến nỗi thậm chí chúng ta không thể nhìn được bằng mắt thường đâu. Chúng tôi là những tay bơ rất giỏi và rất nhanh đó. Hình dáng đuôi của tôi là lý do tại sao tôi bê nhanh như thế đó. Chúng tôi còn lặn được rất là sâu. Và một vài con cá voi còn có thể ở sâu như thế trong nhiều giờ liền nữa. Nhưng rốt cuộc thì chúng tôi cũng phải bơi lên mặt nước thôi để hít thở không khí trong lành chứ. Nhìn xem, lỗ xả nước của chúng tôi có tuyệt không này? Rừ, ở đây bắt đầu lạnh rồi. Chúng tôi có thể tìm thấy bạn bè ở bất cứ nơi đâu trên trái đất. Nhưng suốt mùa đông, chúng tôi di chuyển đến những vùng nước ấm hơn. Chúng tôi sống thành từng tớp. Và tốt hơn là tôi nên bơi để bắt kịp tớp của mình. Có lẽ họ đang tự hỏi tôi đi đâu mất tiêu rồi. Thôi, tạm biệt bạn nha. Tôi đi đây. Nè, nói nhỏ cho bạn biết nè. Cá voi tụi tôi biết hát đó nha. Bạn hãy nghe một đoạn bài hát của tôi nha. Các ngư dân mỗi lần đi biển thường nói với nhau rằng nghe tiếng hát của chúng tôi mỗi đêm răng sáng. Thực sự chúng tôi có biết hát không? Không phải hát đâu bạn ơi. Nhưng chúng tôi phát ra một loại âm thanh có tần số khác với các con vật khác, tạo nên những tiếng ghi râm lạ tai.
Vì thế mà các ngư phủ đồn rằng đã nghe cá voi hát ngoài biển. Ở các vùng biển miền Trung ở Việt Nam, chúng tôi thường được mọi người rất tôn thờ và gọi là cá ông. Là ngài, là cá nhà táng đó bạn. Chúng tôi thật sự là bạn của ngư phủ vì đã nhiều lần cứu tàu bị nạn khi có bão biển xảy ra. Vì vậy, chúng tôi rất được con người yêu quý. Nào, các bạn nhỏ ơi, bây giờ chúng ta sẽ cùng ôn lại những gì đã nói nãy giờ nha. Câu 1. Cá voi là động vật có vú, đúng hay sai vậy? A. Đúng quá đi chứ còn gì nữa. B. Sai rồi, cá thì làm sao mà có vú được? Thật sự, tuy là cá, nhưng chúng tôi có vú đó bạn ơi. Chúng tôi thuộc loài động vật, hổ nhũ mà. Chọn câu A hen bạn. Câu 2. Vì có thân hình to lớn khổng lồ như vậy, nên chắc thức ăn của cá voi cũng phải là những con vật to lớn. A. Ừ, tụi tôi phải ăn những con vật to lớn thì mới no được chứ. B. Coi vậy chứ không phải vì đâu nha bạn. Cá voi tụi tôi chỉ ăn các sinh vật phù du thôi. Hoan hô các bạn, chọn câu B. Vậy là các bạn đã nhớ những gì tôi giới thiệu từ nãy đến giờ rồi, đúng không nè? Các bạn nhỏ thật là giỏi và thông minh đó nha. Câu 3. Cá voi chỉ sống ở dưới nước thôi, không thích ngồi lên mặt nước đâu. A. Đúng. B. Sai. Ừ, thì là cá nên dĩ nhiên phải sống ở dưới nước rồi. Nhưng tụi tôi cũng phải ngồi lên mặt nước để hít thở không khí trong lành chứ. Chọn câu B hen bạn. Câu 4. Cá voi sống đơn lẻ một mình thôi. A. Ừ, đúng rồi, tụi tôi không thích sống đông đúc đâu. B. Ít, sống một mình thì buồn chết. Tụi tôi sống thành từng tốp cho vui đó mà. Bạn nhỏ ơi, ở đâu thì cũng phải có bạn bè mới vui đúng không nè? Tụi tôi cũng vậy, nên mình chọn câu B là đúng nha bạn. Câu 5. Đến mùa đông, khi nước biển bắt đầu trở lạnh, thì chúng tôi đi đâu vậy bạn? A. Bơi đến vùng nước ấm hơn. B. Không đi đâu hết vì không thích di chuyển. Rừ, lạnh lắm đó. Mùa đông đến rồi, thôi mình cùng nhau bơi qua vùng biển ấm hơn nha các bạn. Khi nào đến mùa xuân, mình lại trở về hen. Bạn nhỏ ơi, hãy chọn câu A nha. Không thả đi hả cậu? Nếu ta muốn, thì ngươi đã ở trong bụng ta nãy giờ rồi. Còn bạn thì sao? Bạn có sợ cái mập trắng vĩ đại không? Người ta nói rằng, chúng tôi là một cỗ máy giết chóc hoàn hảo của biển cả đấy. Sợ chưa nào? Chúng tôi săn tất cả các con thú và không có con thú nào có thể săn lại chúng tôi cả. Ai có thể sống sót với hàm răng sắc như dao cạo này hả? Với hàm răng bén ngót và quai hàm khỏe, chúng tôi có thể ăn bất cứ thứ gì. Cá mập thực sự là một thợ săn đáng sợ dưới lòng biển đấy nhé. Màu da và hình dáng giúp chúng tôi biến mất trong nước. Phần trên cơ thể có màu đậm và phần bụng thì sáng, giúp chúng tôi tiếp cận con mồi của mình một cách vô hình. Và khi tấn công, chúng tôi rất nhanh gọn và đầy chết chóc. Cá mập chúng tôi nổi tiếng xấu xa, đặc biệt là cá mập trắng vĩ đại. Mặc dù vậy, vào cuối ngày,
chúng tôi chỉ là những con cá mà thôi. Bạn có thể tìm thấy cá mập ở đại dương và biển cả. Có đến hơn 300 loài cá mập khác nhau lẫn đó. Một vài loài cá mập bơi xuyên qua biển cả, trong khi một vài loài khác thì chỉ sống tại chỗ mà thôi. Bạn biết không, tôi không thể dừng bơi. Nếu tôi dừng lại, tôi sẽ chết đuối ngay. Vâng, đó chính là tôi, cá mập trắng vĩ đại. Tôi có thể ăn tất cả mọi thứ, nhưng thức ăn ưa thích nhất là hải cẩu và rùa. Và nếu bạn bất cẩn, bạn cũng có thể là con mồi của cá mập đấy. Nào, bây giờ cá mập tôi sẽ thử tài bạn đây. Hãy trả lời các câu hỏi cho đúng đấy nhé. Câu 1. Cá mập có điều gì đáng sợ nhất? A. Hàm răng sắc như dao cạo. B. Quai hàm khỏe. C. Thân hình to khỏe. D. Tất cả các câu trên. Cá mập là sát thủ của biển cả với những đặc tính rất đáng sợ như hàm răng sắc như dao cạo, quai hàm khỏe, thân hình to lớn. Bạn có sợ không nào? Nếu sợ thì hãy chọn câu D đi nào, vì đó là câu trả lời đúng đấy. Câu 2. Cá mập có thể được tìm thấy ở đâu? A. Ở sông. B. Ở biển cả và đại dương. Hãy cẩn thận khi đi biển nhé, vì đó là nơi sinh sống của cá mập đấy. Câu B là câu trả lời đúng đấy. Câu 3. Thức ăn của cá mập là gì? A. Các con cá nhỏ. B. Cái gì cũng có thể ăn được. Ừ, cá mập là loài ăn tạp, nên cái gì cũng có thể ăn được. Những nơi có mùi máu tanh là cá mập sẽ đánh hơi nhanh lắm đó. Vậy thì còn chờ gì nữa, bạn hãy chọn câu B thôi nào. Câu 4. Mặc dù ăn được nhiều thứ, nhưng thức ăn ưa thích nhất của cá mập là gì nhỉ? A. Hải cẩu. B. Rùa. C. Cả hải cẩu và rùa. Đúng rồi, mặc dù ăn được nhiều thứ, nhưng cá mập tôi lại thích nhất là thịt hải cẩu và rùa đấy nhé. Vậy thì câu C là câu trả lời đúng rồi. Câu 5. Thân cá mập có đến 2 màu khác nhau, đúng không bạn? A. Đúng rồi. B. Sai rồi, chỉ có một màu thôi mà. Cơ thể tôi được chia làm 2 màu khác nhau đó bạn ơi. Phần trên có màu đậm và phần bụng thì có màu sáng, để dễ dàng tiếp cận với con mồi một cách bất ngờ nhất. Hãy chọn câu A. Ôi chị ơi, có rắn độc, cứu, cứu với. À. Xin chào, bạn đừng hiểu lầm nha. Tôi là rắn, nhưng không phải là rắn độc đâu. Tôi sẽ chẳng làm gì bạn nếu như bạn không hại đến tôi. À, bạn biết gì về tôi chưa? Loài rắn chúng tôi thuộc là bò sát, thân dài và tròn. Da chúng tôi thì có vảy giả bạn ạ. Rắn không độc thì da màu nhạt và không rõ hoa văn lắm. Còn rắn độc thì hoa văn rất rõ nét, màu rất tươi. Còn nữa, bạn coi chừng những loài rắn đầu hình tam giác nha. Rắn độc luôn đó. Này nhé, loài rắn không độc chúng tôi có đầu hình bầu dục, lại không có tuyến độc và răng độc. Nè, bạn thấy cái lưỡi tôi có ngộ không?
nó chia thành hai nhánh như hai nhánh cây bạn ha. Phật mí bạn nhé, nó không chỉ giúp tôi cảm nhận mùi vị thức ăn mà còn giúp tôi xác định vị trí con mồi. Ôi, bạn mà cắt nó đi là tôi mất khả năng truy tìm mồi đó. Loài rắn chúng tôi không có chân nên việc di chuyển của tôi cũng có nét riêng. Tôi gập thân lại hình chữ S để đẩy thân thể về phía trước. Những cái vảy ở bụng sẽ hỗ trợ cho việc đó rất nhiều bạn à. Nói về thức ăn của tôi chút xíu nha. Tôi ăn các loại sóc, ngoé, chuột, thằn lằn, chim non và một số con trùng nhỏ. Xương hàm của tôi rất linh hoạt bởi nó không được gắn cố định đâu. Tôi có thể mở to miệng của mình để đớp con mồi lớn gấp mấy cái miệng của tôi đấy. Xem kìa. Thật là khó chịu với cái áo tôi đang mặc. Hình như tôi đã béo lên rồi. Nhưng tôi lại không được mẹ mua cho áo mới như các bạn nhỏ đâu. Cô có cách riêng của tôi. Bạn nhìn đi, trên bề mặt thân thể tôi có một lớp vảy chất sần sushi. Bạn hay gọi đây là da rắn đấy. Khi cơ thể chúng tôi lớn lên, lớp da đó khiến tôi cảm thấy giật trội, khó chịu, nên chúng tôi phải lột bỏ để lớn lên tiếp tục. Da bắt đầu lột từ phần miệng. Tôi lấy miệng của mình cọ vào bất cứ vật gì thô ráp như hòn đá hay cái gốc cây chẳng hạn. Khi cái da miệng bong ra, tiếp đó là lột tới phần da đầu và các phần phía sau bạn ạ. Cứ như vậy, da tôi lột một mạch tới phần đuôi. Ha ha, bây giờ tôi thấy thật là thoải mái. Ôi, thích quá, thật dễ chịu đi chơi thôi. Chào các bạn nhỏ, bạn đừng sợ mà. Tôi đã nói với bạn là tôi không phải rắn độc rồi, đúng không? Nếu bạn bình tĩnh rồi, thì nghe tôi đố nha. Câu 1. Rắn thuộc loài động vật nào? A. Động vật móng guốc. B. Động vật bò sát. C. Động vật có vú. Này bạn, bạn đã quan sát thấy tôi di chuyển từ nơi này đến nơi kia như thế nào chưa? Đương nhiên là chúng tôi sẽ bò rồi. Chính vì đặc điểm này mà rắn chúng tôi thuộc loài động vật bò sát đấy. Vậy bạn chọn đáp án B đi. Câu 2. Nếu là rắn độc sẽ có đặc điểm ra sao vậy bạn? A. Da có màu nhạt và không rõ hoa văn, đầu hình bầu dục. B. Da có màu tươi và hoa văn rõ nét, đầu hình tam giác. Bạn mà trả lời tốt câu này, tôi đảm bảo bạn sẽ tránh xa được các loài rắn độc. Vậy bạn biết gì về rắn độc nào? Nếu nhìn thấy một con rắn như tôi, bạn đừng sợ, bởi vì rắn độc sẽ có đặc điểm của đáp án B đấy. Chúc mừng bạn nha. Câu 3. Lưỡi rắn được chia thành nhánh giống như nhánh cây, nó có tác dụng gì? A. Để phun nọc độc. B. Để cảm nhận mùi vị thức ăn và xác định vị trí con mồi. C. Chỉ để cảm nhận mùi vị thức ăn thôi. Nếu bạn muốn xem một loại thức ăn mặn hay lạt, bạn sẽ dùng chiếc lưỡi của mình để nếm đúng không? Lưỡi của rắn chúng tôi cũng có chức năng đó. Nhưng ngoài ra, chúng còn hỗ trợ chúng tôi xác định vị trí con mồi nữa. Thế thì chỉ có đáp án B là chính xác và đầy đủ nhất thôi ha. Câu 4. Tại sao
loài rắn có thể ăn những thức ăn có kích thước lớn hơn thân thể của mình. A. Vì rắn có cái miệng rộng. B. Vì xương hàm của rắn linh hoạt. Bạn đừng vội vàng nha, cứ bình tĩnh suy nghĩ. Thật ra thì cái miệng của tôi cũng không rộng lắm đâu, nhưng nhờ có xương hàm linh hoạt có thể đưa đi đưa lại, nên tôi còn mở rộng cái miệng mình ra thiệt to để nuốt thức ăn có kích thước lớn nữa. Vậy đáp án B là đáp án đúng rồi, bạn chọn nha. Câu 5. Rắn lột da để làm gì vậy bạn? A. Để thân thể của nó tiếp tục lớn lên. B. Để cho bớt ngứa. Ồ, chúng tôi lột da thường xuyên khi cơ thể đã cảm thấy quá chật chội với lớp da cũ. Đó là một cách giúp cơ thể lớn lên đấy bạn ạ. À, còn chần chừ gì mà không chọn đáp án A đi nhỉ? Chúc bạn có thêm những kiến thức mới mẻ về thế giới động vật nha. Tạm biệt các bạn. Ngon quá. Bạn tin không? Tôi có thể mâm hết củ cà rốt này trong nháy mắt. Bởi vì tôi là thỏ, thuộc loài gặm nhấm mà. Chúng tôi sống ở khắp mọi nơi trên thế giới. Bạn xem nè, hai răng trước của tôi vừa to vừa nhọn. Hi hi. Cái này mới thú vị nè. Bạn hãy nhìn đôi tay của tôi đi. Vì tôi không có khả năng chống lại kẻ thù nên tôi phải luôn luôn tẩu thoát. Bạn biết không, đôi tay dài của tôi quay được mọi hướng, nghe được mọi âm thanh xung quanh. Thôi chết rồi, có một con chó sói đang tới gần đây. Phải báo hiệu cho anh em của tôi chạy mới được. Đây nè, chúng tôi đập mạnh chân sau của mình xuống đất để ra tín hiệu báo nguy hiểm cho các bạn mình. Chết tôi rồi, con sói đã chạy sát tôi rồi, chạy mau thôi. Ui da, vừa chạy trốn tên sói, chân tôi bị thương mất rồi. Đau quá, ui da. Các bạn nhìn xem, dưới lòng bàn chân tôi là một lớp nệm, êm lắm. Tôi chỉ bị đau một tí thôi là hết ngay. Và để giữ thăng bằng thì phải có những chiếc móng này nữa. Nếu bị gãy móng rồi thì tôi sẽ không thể đứng nổi và bị khuyết tật vĩnh viễn. Các bạn biết không, các loại rau xanh cũng là các món khoái khẩu của tôi. Tôi còn thích gặm nhấm các tấm bìa và rất thân thiết với các bạn mèo hoặc bạn chó nếu họ có thiện chí làm thân với tôi. Bạn xem, tôi đang chơi với bọn họ nè. Chúng tôi đang chơi trò đuổi theo những chú bướm xinh đẹp đấy. Chào bạn nhé, tôi đi chơi đây. Này này bạn ơi, nếu bạn có cà rốt hay rau xà lách thì hãy để phần cho tôi nha. Tôi sẽ cảm ơn bạn lắm lắm. Còn bây giờ thì tôi đố bạn nha. Câu 1. Họ hàng nhà thỏ sống ở đâu vậy bạn? A. Chỉ sống ở Việt Nam. B. Sống ở mọi nơi trên thế giới. Rang, rang, hết giờ rồi. Bạn nghĩ ra chưa? Bạn chọn đáp án nào đấy? Loài thỏ chúng tôi sống mọi nơi trên thế giới đấy bạn ơi. Chọn đáp án B nha bạn. Câu 2. Bạn có biết khi gặp nguy hiểm, thỏ sẽ làm gì để báo cho bạn bè của mình không? A. Nhắc lên thật to. B. Đập mạnh chân sau xuống đất. C. Tỏa ra mùi cơ thể.
Ồ, nếu bạn chịu khó nghe tôi giới thiệu lúc đầu, hẳn sẽ không thể quên được rằng khi gặp nguy hiểm, họ sẽ đặt mạnh chân sâu xuống đất để báo cho bạn bè biết mà chạy thoát. Vậy đáp án đúng là đáp án B nha bạn. Câu 3. Đôi tay dài của thỏ có tác dụng gì về bạn? A. Để cho đẹp. B. Có thể quay được mọi hướng để nghe mọi âm thanh. Câu này dễ quá bạn nhỉ. Tai thì có chức năng đương nhiên là để nghe rồi. Tai thỏ lại cực kỳ dài nên thỏ nghe rất tinh đấy. Vậy thì không chọn đáp án A mà chọn đáp án B bạn ha. Câu 4. Dưới lòng bàn chân thỏ có gì? A. Một lớp nệm. B. Một đôi hài xinh xắn. Câu hỏi này dễ thương quá bạn ha. Bạn thử lựa chọn xem nào. Dưới chân của tôi có một lớp nệm bằng thịt đấy. Chúng sẽ giúp tôi đi lại dễ dàng hơn. Vậy đáp án A là đáp án đúng rồi. Câu 5. Loài thỏ có thân thiện với các loài thú khác không? A. Có. B. Không. Nhanh nhanh nào, bạn ơi! Loài thỏ chúng tôi tuy nhút nhát nhưng lại rất thân thiện với những người nào có thiện chí tốt đẹp đó nha. Vậy các bạn chọn đáp án A đi nha. Cảm ơn bạn đã nghe tôi nói và tham gia phần câu đố liên quan tới loài thỏ chúng tôi. Tạm biệt bạn nha. Ồ, một ngày tốt lành. Xin chào, tôi là gấu koala. Loài gấu này sống ở đây nè. Đó là nước Úc và tôi muốn kể cho bạn nghe. Ồ, xin lỗi nha. Tôi tính nói cái gì với bạn vậy ta? À, koala có nhiều loài khác nhau lắm dựa vào nơi sinh sống của chúng tôi ở nước Úc. Các anh chị em sống ở miền Nam Úc thì mập giống tôi vậy nè. Bởi vì nơi tụi tôi sống lạnh hơn mà, nên cần mập mạp để giữ ấm cơ thể chứ. Và bạn có thể tìm thấy chúng tôi trên các cây bạch đàn hay còn gọi là cây khinh diệp. Chúng tôi chỉ sống trên các cây này thôi. Đó cũng là nơi chúng tôi không chỉ sống mà còn ăn nữa. Sự thật là lá cây khinh diệp là thức ăn duy nhất của chúng tôi đó bạn ơi. Chúng tôi rất là kiểu cách trong ăn uống. Nhìn nè, bạn có nghĩ là móng vuốt của tôi sắc bén không? Móng vuốt sắc bén giúp chúng tôi trèo cây thật dễ dàng đó. Và tôi có tới 2 ngón cái trên mỗi bàn chân trước, giúp cho chúng tôi cầm nắm thức ăn được dễ hơn. Không tệ đúng không? À, tôi có nói với bạn là tụi tôi thức đêm và ngủ cả ngày chưa? Một vài người nói chúng tôi lười biếng, nhưng phải có lý do để chúng tôi thông thả như vậy chứ. Đó là vì lá cây bạch đàn là thức ăn duy nhất của tụi tôi. Chúng tôi không tốn nhiều năng lượng lắm, vì vậy mà chúng tôi dành ra 18 giờ một ngày để ngủ thôi. À, những anh bạn của tôi đang ngủ kìa, nên tôi cần yên lặng chút. Tôi nghĩ nãy giờ mình đang làm phiền họ. Những tiếng ồn giống như là phương tiện giao tiếp của tụi tôi vậy đó. À, tôi nói tới đâu rồi? À vâng, tôi đang nói tới
đã đến phần câu đố rồi. Hãy tham gia nào bạn ơi. Câu 1. Gấu koala sống ở A. châu Phi, B. châu Á, C. châu Úc. A. Bạn chọn câu C. A. Chúc mừng bạn nhé. Đó là câu trả lời chính xác đấy. Câu 2. Thức ăn ưa thích của loài gấu koala chính là A. lá cây bạch đàn, B. cỏ, C. sâu bọ. Nhâm nhâm, chúng tôi không thể nào sống thiếu lá cây bạch đàn được đâu. Đó là món khoái khẩu mà. Chọn câu A nhé bạn. Câu 3. Ở mỗi bàn chân trước, chúng tôi có đặc điểm gì nhỉ? A. có đến 2 ngón cái, B. có 2 ngón trỏ, C. có 2 ngón giữa. Úi chà, khác với các bạn, chúng tôi có đến 2 ngón cái ở mỗi bàn chân trước đấy, để cầm nắm thức ăn cho chắc đó mà. Chọn câu A nhé. Câu 4. Gấu koala chúng tôi chỉ thích sống trên cây thôi, đúng không bạn? A. sai rồi. Gấu mà sao sống trên cây được chứ? Sống dưới đất thôi. B. đúng rồi. Đó chính là điểm đặc biệt của gấu koala mà. Và đây là câu trả lời nè. Như lúc nãy đã nói với các bạn đấy, chúng tôi thích ăn nhất là lá cây khuynh diệp, hay còn gọi là cây bạch đàn, nên chúng tôi ngủ luôn trên những cành cây này cho tiện. Câu 5. Gấu koala thường bị mọi người nói là lười biếng. Vì sao vậy? A. thức đêm và ngủ ngày, B. ngủ cả ngày lẫn đêm không làm gì hết. Ấy ấy, thật là oan ức mà. Chúng tôi chỉ có ngủ ngày thôi, nhưng đến đêm thì chúng tôi cũng phải tìm thức ăn để cho vào bụng chứ. Và lá cây bạch đàn là thức ăn khoái khẩu chứ còn gì nữa. Hi, tôi là báo Geba. Tôi sống ở châu Phi. Chúng tôi là loài vật nhanh nhất thế giới đó. Chúng tôi tạo ra tốc độ. Chúng tôi có cơ thể dài, xương chắc khỏe và cơ chân mạnh mẽ. À, đặc biệt, báo Geba còn có bàn chân rộng với các móng vuốt sắc bén, giúp cho việc kẹp chặt và lá phổi to chứa đầy không khí nữa chứ. Thế tại sao chúng tôi lại chạy nhanh như thế? Để săn mồi chứ còn gì nữa. Chúng tôi thích ăn thịt đinh dương, bò núi và sơn dương nhất. Tất cả các loài này đều chạy rất nhanh, vì thế mà chúng tôi phải chạy nhanh hơn để bắt kịp chúng. Trước hết phải tập trung rình mồi. Chúng tôi có tầm nhìn rất tốt, sau đó lén đi phía sau chúng. Điều đó cũng có nghĩa là phải đi thật khẽ và nằm sát xuống đất. Và chính nhờ bộ lông lấm đớm mà chúng tôi rất khó bị phát hiện. Sau đó, chúng tôi đến gần con mồi hơn và bất ngờ vồ lấy chúng. Sẵn sàng chưa nào? Bình tĩnh, đi thôi. À, tôi cũng phải chạy theo thôi, nếu không là tối nay nhịn đói đó. Tạm biệt bạn nha.
có thấy báo ghê ba ai không nào? Tôi sẽ thử tài các bạn nhé, xem đã biết gì về chúng tôi nào. Bắt đầu nha. Câu 1. Báo ghê ba sống ở đâu? A. Châu Á. B. Bắc Cực. C. Nam Cực. D. Châu Phi. Ai mà chẳng biết báo ghê ba bọn tôi sống ở châu Phi, đúng không nào? Vậy thì chắc chắn là câu D rồi. Câu 2. Thức ăn ưa thích của bọn tôi là A. Cây cỏ và thực vật nói chung. B. Côn trùng. C. Động vật như là linh dương, sơn dương, bò núi. Bọn tôi chỉ thích ăn thịt động vật mà thôi. Chọn câu C là đúng đấy bạn. Câu 3. Chúng tôi nổi tiếng là một trong những con vật chạy nhanh nhất thế giới, đúng không bạn? A. Nhắc đến báo ghê ba là nhắc đến tốc độ mà. B. Không có đâu, chúng tôi chỉ chậm rì ha. Báo ghê ba bọn tôi tự hào là một trong những con vật chạy nhanh nhất trái đất. Bọn tôi chạy cực kỳ nhanh đấy nhé. Vậy là phải chọn câu A thôi. Câu 4. Loài báo bọn tôi có bộ lông cực kỳ ấn tượng nhé. Nó như thế nào nhỉ? A. Bộ lông vằn vện, chạy dọc theo cơ thể. B. Bộ lông lốm đốm, rất khó phát hiện khi ẩn nấp. C. Bộ lông trắng tinh như tuyết. À, khi phát hiện ra con mồi, chúng tôi sẽ tìm nơi kín đáo để ẩn nấp, theo dõi. Nhờ bộ lông lốm đốm này mà con mồi không thể nào phát hiện ra được đâu. Câu trả lời chính là câu B đấy. Câu 5. Mỗi khi phát hiện ra con mồi, chúng tôi sẽ âm thầm theo dõi, kiên nhẫn rình và vồ lấy chúng khi thời cơ đến. Vậy đố bạn, báo ghê ba vồ từ phía trước hay phía sau? A. Phía trước. B. Phía sau. Khi rình con mồi, chúng tôi phải nấp phía sau chúng để theo dõi. Vậy thì khi vồ mồi cũng phải vồ từ phía sau đấy. Ngồi yên nào bé cưng, để mẹ bắt cho con những con rừng nhé. Cảm ơn mẹ giải lâm cho con kìa. Chúng tôi là loài khỉ, sống ở các khu rừng rậm trên thế giới, có khi được nuôi ở nhà nữa. Trong dòng họ nhà tôi, các bà mẹ luôn làm công việc chải lông cho con và một số thành viên khác. Điều này tạo thành mối quan hệ gắn bó thân thiết của họ hàng chúng tôi. Bé cưng à, con ngủ đi, để mẹ đi hái trái cây cho con ăn nha. Vâng ạ. So với các loài thú khác, loài khỉ chúng tôi phát triển cao hơn nhiều. Chúng tôi có thể đi đứng bằng hai chân, còn hai tay có thể cầm công cụ để hái quả. Đây là cái túi, tôi đi hái đào sẽ cất chúng vào đây mang về nhà đó. Cái đuôi của tôi dài, nó được dùng như một cái tay hay một chân phụ để bám vào cành cây. Chúng tôi leo trèo giỏi, việc nhảy từ cành cây này qua cành cây khác với khoảng cách từ 5 đến 7 mét chỉ là việc bình thường thôi. Bạn xem nè. Hãy
thường ăn trái cây, các loại lá cây và hạt, nhưng thi thoảng vẫn ăn chim non và côn trùng. Hai cái má của tôi dùng để giữ thức ăn đấy. Khi nào muốn ăn thì tôi lấy ra ăn tiếp. Khi giận, chúng tôi thét lên thật to. Nhưng khi buồn thì chúng tôi cũng khóc như con người. Các thành viên trong gia đình luôn luôn chia sẻ và giúp đỡ nhau vượt qua những khó khăn. Đây là kỷ bố đấy. Kỷ bố có vai trò trụ cột trong gia đình. Gia đình chúng tôi rất hạnh phúc và thương yêu nhau. Bạn hãy vận dụng những kiến thức mới tìm hiểu được để trả lời các câu hỏi liên quan tới loài khỉ nha. Câu 1. Loài khỉ sống ở đâu? A. Sống ở tất cả các khu rừng rậm trên thế giới. B. Sống ở các sa mạc. C. Sống ở vùng biển. Xem bạn nhớ bài đến đâu nha. Nghe gợi ý nè. Loài khỉ leo trèo rất giỏi. Vậy theo bạn, nơi nào kể trên có điều kiện thích hợp cho việc đó? Chắc chắn là các khu rừng rồi phải không? Vậy thì chọn đáp án A thôi nha. Câu 2. Tại sao khỉ được coi là loài động vật phát triển hơn các loài động vật khác? A. Vì khỉ trèo cây rất giỏi. B. Vì khỉ có thể đi đứng bằng hai chân. Wow, bạn thử suy nghĩ xem có gì đặc biệt không nha. Trèo cây thì chỉ là một việc bình thường thôi. Có rất nhiều loài thú có khả năng đó. Nhưng đi và đứng bằng hai chân của động vật thì được gọi là tiến hóa đấy. Vậy chọn đáp án B nha. Câu 3. Cái đuôi dài của khỉ có tác dụng gì? A. Giống như một chân phụ hỗ trợ việc trèo cây. B. Dùng để đuổi ruồi. Bạn đã nghĩ ra chưa nào? Này nhé, cái đuôi của khỉ rất là dài đấy. Nó được dùng giống như một chân phụ. Khi khỉ leo trèo, có thể dùng cái đuôi đó để bám vào cành cây đó. Vậy chúng ta chọn đáp án A nha. Câu 4. Trong gia đình khỉ, con khỉ nào có quyền lực nhất? A. Khỉ bố. B. Khỉ mẹ. C. Khỉ con. Câu đố này khá là dễ bạn ha. Khỉ bố chính là kẻ có quyền lực nhất trong gia đình nhà khỉ. Vậy chọn đáp án đúng là câu A. Câu 5. Chúng ta nói khỉ là loài động vật sống có tình cảm, đúng hay sai? A. Đúng. B. Sai. Nhớ bài lại một chút coi. Khỉ mẹ thì hay chải lông cho các thành viên khác. Loài khỉ biểu lộ cảm xúc như con người. Như vậy ta sẽ chọn đáp án A bạn nhé. Chào mừng các bạn ghé thăm vương quốc của loài ong chúng tôi. Đây chính là ngôi nhà chung mà chúng tôi sinh sống. Loài ong thì sống ở mọi nơi trên thế giới đấy bạn à. Tôi là ông chúa, là người có quyền lực vô hạn. Bạn gọi tôi là nữ vương đi nhé. Tôi làm nhiệm vụ đẻ trứng để duy trì nòi giống. Hơn thế nữa, tôi còn cai quản cả vương quốc của mình. Chúng tôi giống như một xã hội.
có một tổ chức hết sức chặt chẽ bạn ạ. Tôi không bao giờ phải bay ra ngoài kiếm mật hay xây tổ. Hôm nay tôi ra đây xem anh em ông thợ xây nhà đến đâu, rồi lại vào tổ ngay. Chúng tôi là những chú ong mật trinh sát đây. Khi mùa xuân tới, chúng tôi bay đi tìm kiếm nguồn mật. À, phía trước mặt, cách đây chừng 300 mét, chắc là có mực rồi. Mau bay tới đó xem. Chúng tôi sẽ lập tức báo vị trí và khoảng cách nơi có mực cho bạn bè của mình. À, có lẽ bạn sẽ thắc mắc là làm thế nào để chúng tôi thông báo phải không? Rất là dễ. Chúng tôi bay thành vòng tròn như thế này nè, và các bạn ong mật nhận biết nơi có mật sẽ lập tức lên đường đấy. Bạn có biết rằng vì sao con người làm việc chăm chỉ thường hay được so sánh với loài ong không? Nói bạn nghe nha, để có được một chai mật ong thơm ngon, chúng tôi phải hút mật hàng chục, hàng trăm, thậm chí hàng nghìn bông hoa. Điều ấy có nghĩa là phải bay đi bay về 3-40.000 lần, mỏi cánh lắm. Sau khi có được mật hoa, chúng tôi dùng nước bọt của mình chế biến thành mật ong. Chính vì lao động quá vất vả nên chúng tôi sẽ bảo vệ thành quả của mình đến cùng, không để cho kẻ khác xâm phạm. Nhanh tay lên nào anh em, quạt mạnh lên nào, chúng ta sắp chết nóng đến nơi rồi. Cố lên anh em. Dạ, hôm nay trời nóng quá. Bạn biết tại sao chúng tôi phải quạt đôi cánh của mình như thế không? Thế này nhé, trong tổ nhiệt độ luôn luôn giữ ổn định ở mức 33-35 độ C. Nếu hôm nào nhiệt độ môi trường tăng lên đột ngột thì ông thợ chúng tôi phải tìm mọi cách để thích ứng ngay. Quạt thế kia là để tạo ra gió làm mát cho tổ. Còn mùa đông thì ngược lại, chúng tôi sẽ tụm nhau lại, rung đôi cánh tạo nhiệt độ để giữ ấm đấy bạn à. Tôi phải cùng bạn bè của mình tiếp tục công việc đây. Tạm biệt bạn nhé. Những câu đố thật vui về loài ong dành cho các bạn đây. Câu 1. Họ hàng nhà ong sống theo hình thức nào? A. Sống theo đàn. B. Sống riêng lẻ. Bạn ơi, bạn có biết bài thơ Con cáo và tổ ong không? Bài thơ cho thấy loài ong sống thành một bầy. Chúng sẽ đồng tâm hiệp lực để tấn công lại kẻ thù đấy. Đáp án đúng là A nha. Câu 2. Trong dòng họ nhà ong, con nào có quyền lực cao nhất? A. Ong thợ. B. Ong chúa. C. Ong mật. D. Quyền lợi ngang nhau. Câu này mới có đây. Quá nhiều đáp án để lựa chọn. Vậy thì hãy làm phương pháp loại trừ này. Bạn hãy suy nghĩ thầm nha. Có một con ong chuyên làm nhiệm vụ sinh sản để duy trì nòi giống. Nó chính là con ong có quyền lực tối cao nhất. Đó là con ong chúa. Bạn đã chọn B chưa? Câu 3. Ong chúa làm nhiệm vụ gì? A. Sinh con và xây tổ. B. Hút mật và bảo vệ tổ. C. Sinh sản để duy trì nòi giống. Lại hỏi thêm về ông chúa kìa bạn. Loài ong này chúng có quyền lực tối cao, chỉ huy tất cả các con ong khác trong tổ. Nhiệm vụ duy nhất của ông chúa là sinh sản để duy trì nòi giống thôi bạn ơi.
Vậy chọn đáp án C nha. Chúc mừng bạn. Câu 4. Khi trời nóng, ông thường làm gì để thích ứng với môi trường? A. Đi tắm. B. Đi dạo hóng gió. C. Quạt gió bằng đôi cánh cho mát. Câu này dễ quá là dễ thôi. Bạn thường nhìn thấy các chú ong lên hoay trước tổ, ra sức quạt mạnh. Như vậy là chúng đang tạo ra gió khi nhiệt độ tăng cao đấy. Vậy chọn C bạn nha. Câu 5. Mật ong được lấy từ đâu? A. Ong chúa sinh ra. B. Ong thợ đi lấy từ nhị hoa. Bắt đầu suy nghĩ nhé. Ông chúa chỉ sinh con thôi, chứ đâu có sinh ra mật. Như vậy chắc chắn A sai. Vậy B sẽ là đáp án chính xác. Chọn nào bạn ơi. Vậy là các bạn đã tìm hiểu về tổ chức của loài ong. Tuy nhỏ bé thế mà ong có sức mạnh thật phi thường. Chúc các bạn học tập và làm việc chăm chỉ như ong nha. Tạm biệt các bạn. Ôi, vui quá. Bé thấy câu chuyện về các con vật có dễ thương không nào? Chúng cũng gần gũi đáng yêu và có tình cảm giống như con người. Chúng ta hãy yêu quý và bảo vệ các loài động vật bé nhé. Để có thêm sự hiểu biết về thế giới động vật, xin mời các bé sưu tầm các tập tiếp theo của DVD Bé yêu động vật. Còn vô vàn những điều kỳ lạ và hấp dẫn đang chờ đón bé đấy. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bé trong chương trình sau. Mời quý phụ huynh và các bé sưu tập bộ sản phẩm DVD của công ty cổ phần phát triển phần mềm sinh viên học sinh. DVD Bé yêu học tiếng Anh, một sản phẩm thiết thực nhất. Học tiếng Anh với bé sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều. Chương trình sẽ giúp bé yêu tự rau dòi cho mình một vốn từ vựng khá, luyện các phát âm chuẩn ngay từ khi mới bắt đầu làm quen với tiếng Anh. Việc học tiếng Anh với các bé sẽ trở thành niềm đam mê trong cuộc sống. Và đây nữa, DVD Bé yêu học chữ cái. Bé yêu sẽ nhanh chóng làm quen với hệ thống các chữ cái, các thanh điệu. Thêm vào đó, các bé sẽ được thực hành ngay với các bài thơ, bài đồng giao dễ thuộc, dễ nhớ. Thầy cô và các bậc cha mẹ có thể lựa chọn sản phẩm này làm tài liệu dạy học trực quan rất hữu ích. Đến với DVD Truyện cổ tích Việt Nam, bé sẽ gặp ở đó một thế giới kỳ diệu. Với âm thanh sống động, hình ảnh rõ nét, các câu chuyện mang những ý nghĩa giáo dục tích cực sẽ là hành trang giúp bé lớn lên cùng những điều tốt đẹp nhất. Hãy giúp bé yêu của bạn tự tin hơn với DVD những bài hát tiếng Anh mà bé thích. Trọn bộ 2 tập, 48 bài hát với các chủ đề phong phú về thời gian, về thời tiết, về động vật, thực vật, vân vân. Các bé sẽ thực sự hứng thú với các hình ảnh hoạt hình dễ thương, ngộ nghĩnh, giao diện được thiết kế thân thiện, âm thanh sống động và hình ảnh sắc nét.
sẽ là món quà bổ ích hỗ trợ việc học tiếng Anh của bé. Trân trọng giới thiệu từ điển bằng hình đầu đời cho bé, một thế giới vuông nhỏ. Tại đây, bé sẽ được học về màu sắc, hình khối, về thế giới đồ vật, con vật, thế giới trái cây. Cha mẹ sẽ ngạc nhiên về khả năng nhớ bài của bé. Đây còn là một đĩa hỗ trợ nhà trường và các bậc phụ huynh rất nhiều trong việc hướng dẫn các bé tìm hiểu cuộc sống. DVD tuyển tập đồng dao cho bé với 48 bài đồng dao, ca dao với các chủ đề phong phú về tự nhiên, thiên nhiên, mối quan hệ gia đình, bè bạn. Gắn với hầu hết mỗi đồng dao là những trò chơi dân gian vận động đơn giản, không cầu kỳ tốn kém, vừa giúp bé rèn luyện phản ứng nhanh nhạy, vừa giúp bồi đắp cho tâm hồn bé tình yêu quê hương, gia đình. Với thiết kế chức năng karaoke, bé sẽ mau chóng thuộc lời. Trân trọng giới thiệu một sản phẩm mới nhất, DVD Bé Yêu Học Số. Đây là một sản phẩm giúp bé thích thú và đam mê tìm hiểu về toán học tuổi thơ. Những bài thơ ngộ nghĩnh, những trò chơi vui nhộn kết hợp với những bài hát thiếu nhi và các câu chuyện sáng tạo. Các con số sẽ thực sự cuốn hút các bé, với 21 con số thể hiện chi tiết qua các phần: nhận biết từng dạng số, đếm số, cách viết số và các bài tập áp dụng. Niềm hứng khởi và sự say mê học hỏi của bé chính là món quà vô giá cho các bậc cha mẹ. Kính mời quý phụ huynh, quý thầy cô sưu tầm sản phẩm giáo dục mới DVD những bài học giáo dục nhân cách, một chuỗi những bộ phim hoạt hình độc đáo, sinh động với hình ảnh tươi vui ngộ nghĩnh, lại gần gũi thiết thực và âm thanh sống động. Các bé sẽ được chứng kiến cuộc phiêu lưu ly kỳ của chuột tí ham chơi, được chứng kiến tình bạn gắn bó của các con vật và hồi hộp đến bất ngờ với những hoạn nạn của kiến con và bồ câu. Thông qua mỗi bộ phim là những bài học dành cho bé về tình bạn, về tính dũng cảm, về sự trung thực và hơn thế nữa. Cuối mỗi bộ phim là những câu đố bổ ích giúp cho bé yêu phát triển tư duy sâu chuỗi. Đây chính là món quà bất ngờ mà các bậc phụ huynh dành tặng cho bé yêu, một tài sản vô giá cho các bé thiếu nhi. Xin trân trọng kính mời. Cánh cụt là chim, bạn biết rồi đó. Nhưng mà cánh của tụi tôi thì quá nhỏ để có thể bay được. Vì vậy mà tụi tôi sử dụng nó như hai máy chèo để bơi. Thật là tuyệt làm sao. Thợ lặn tiêu không nè. Hai máy chèo này